vẫn được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, tặng thảm trải sàn, bộ chuyển đổi nguồn. Quay trở lại với kênh của Ngọc Tập An. Tiếp tục cái món quà hôm nay Ngọc Tập An muốn gửi tới các bạn, đó là một chiếc ghế trị giá 22 triệu thôi. Và cái này sẽ dành tặng cho những quý khách hàng nào cũng đang mong muốn rằng là mình có thể là tặng cho gia đình của mình, hay là người thân của mình, hay là chính bản thân của mình một cái món quà dành tặng cho sức khỏe. Thì lý do tại sao mà hôm nay Ngọc Tập An tri ân cái chiếc ghế này với cái mức giá 22 triệu. Và với 22 triệu đấy thì chúng ta sẽ nhận được cái gì? Thì việc đầu tiên chia sẻ với các bạn, đây là một chiếc Furikyo AS810. Nó thuộc phân khúc bản có đầy đủ bóp vai, bóp tay, bóp chân, một trong những cái bản tiêu chuẩn của dòng Furikyo. Bình thường thì chiếc này Ngọc Gia Ban bán ở phân khúc khoảng độ tầm 28 triệu, nhưng ngày hôm nay Ngọc Gia Ban để dành tặng giá công khai cho các bạn là với mức giá 22 triệu. Thì những chiếc ghế mà Ngọc Tập An chia sẻ với các bạn, hay là tri ân, hay là mình bán với cái mức giá công khai, thì bao giờ cũng là những chiếc ghế mà Ngọc Tập An cũng đã lựa chọn. Và có cái điểm gì thì Ngọc Tập An cũng chia sẻ với khách hàng luôn. Thực ra thì cũng mong muốn rằng là để mọi người có thể là lựa chọn được một cái chiếc ghế phù hợp với gia đình của mình. Thì chiếc này thì nó là một trong những cái bản mà người Nhật họ đã tính toán có đủ dò tìm huyệt đạo, con lăn, và đầy đủ các tính năng khác từ đánh vùng. Thì có một điều rằng là cái phần da ghế này thì Ngọc Gia Ban, như các bạn cũng có thể nhìn ở đây, là chiếc ghế này thì phần da ghế họ cũng thiết kế là 2 tấm lót lưng, 1 tấm lót cổ và 1 tấm lót bình thường. Thì với cái sản phẩm tri ân này thì thực sự rằng là cái mức giá nó tốt, cũng là ở cái mà Ngọc Gia Ban mong muốn với các bạn rằng là mọi người có thể sở hữu được một cái chiếc ghế cơ bản dành cho gia đình của mình. Thì ở đây thì như các bạn cũng có thể thấy, với mức giá 22 triệu thì mọi người vẫn được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, tặng thảm trải sàn, bộ chuyển đổi nguồn, dung dịch vệ sinh ghế tặng kèm. Tức là chúng ta vẫn áp dụng được với bình thường như chiếc ghế mà Ngọc Gia Ban vẫn bán với mức giá bình thường. Chỉ có một cái điều là ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban để cái mức giá tốt hơn. Thì mọi chi tiết thì Ngọc Gia Ban sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bạn khi các bạn kết bạn Zalo với Ngọc Gia Ban theo số điện thoại 0974945555. Thực sự với cái mức giá 22 triệu mà trừ đi tiền vận chuyển, thảm trải sàn hay tất cả đi, thì chiếc ghế này thì nó đâu đó nó chỉ còn khoảng độ tầm 16-17 triệu thôi. Thì thực sự đây là một trong những cái món quà mà thực sự nếu mà các bạn theo dõi kênh của Ngọc Gia Ban thì các bạn cũng thấy rằng là những cái gì Ngọc Tập An muốn dành tặng cho khách hàng đều là những sản phẩm giá trị. Và khi các bạn mong muốn sở hữu cho mình một cái chiếc ghế với cái mức giá như này, thì thực sự rằng là trên thị trường thì có lẽ không ai đáp ứng được cái vấn đề như vậy. Đặc biệt rằng là giao tận nơi, và quan trọng hơn hết đó là cái chế độ vẫn là bảo hành 1 năm. Và nếu các bạn dùng trong vòng 1 tháng các bạn cảm thấy không phù hợp, các bạn vẫn hoàn toàn có thể đổi sang sản phẩm khác mà các bạn vẫn giữ được nguyên giá tiền. Tức là ở đây Ngọc Gia Ban muốn chia sẻ các bạn là để làm sao cho các bạn thoải mái nhất, không có chuyện là chúng ta mua xong là chúng ta hoàn toàn là chúng ta bị áp đặt theo cái vấn đề mà chúng ta đã mua. Và nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban.